Em mới xem clip ông Việt Kiều Rose Island cà khịa con bé qua Mỹ cố tình nói lơ lớ tiếng Anh tiếng Việt là con bé nào? Em thấy trong clip đó con bé đó đúng hay là sai? Anh chưa coi clip anh không biết con bé nào qua nó nói gì. Con nhỏ qua 3-4 năm rồi nói chuyện lơ lớ, em thấy quyền của nó. Muốn nói sao thì nói chứ không ai đúng ai sai. Mà nó nói lơ lớ là lơ lớ tiếng Việt á hả? Không, mà nó lơ lớ tiếng Việt cũng ngựa thiệt, mày làm gì tới mức đó đúng không? Người ta đi 10 năm, 20 năm cũng lớ chỗ nào đâu. Người Việt Nam qua bên Mỹ mà làm như là ở đâu á. Bên bển người Việt quá trời quá đất luôn. Làm như không có cơ hội luyện tiếng Việt gì đó. Nên cái chuyện nói lơ lớ thì nói chung nó cũng chọc gan người ta thiệt. Theo anh đó là mất văn hóa. Ở đâu không quan trọng, nhưng mà mất văn hóa thì anh không bao giờ ủng hộ. Tại vì ngôn ngữ là văn hóa. Còn cái chuyện ăn thịt chó, thịt mèo cái đó phải là văn hóa nha. Nó rõ ràng, ngôn ngữ là văn hóa. Anh chỉ approve cái đó là văn hóa thôi. Còn mày ăn muỗng, ăn nĩa, ăn đũa gì kể tía. Kinh tế Việt Nam giờ phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc đúng không anh? Trung Quốc với Mỹ. Nhập thì nhập của Trung Quốc mà xuất xuất qua Mỹ nha. Đầu nào nó cũng dính căng căng mấy em. Bởi vì một trong hai nền kinh tế Trung Quốc với Mỹ mà nó suy thoái cái là Việt Nam suy thận. À, dự kiến 2026 là sân bay Long Thành xong. Còn 2 năm anh nghĩ xong không ạ? À, không biết mày ơi. Tao chỉ phái nhà ga Tây Ba thôi chứ sân bay Long Thành xa quá tao đâu quan tâm đâu. Anh là dân thành phố Hồ Chí Minh, zip code Sài Gòn, anh không quan tâm sân bay đó lắm em. Anh chỉ quan tâm là nhà ga Tây Ba thôi, đi cho nó gần. Anh Duy nghĩ sao vụ 300 khách du lịch Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc vậy anh? Anh thấy chuyện đó nó xàm thiệt. Bây giờ công ty ở bên Đài Loan bị phạt kìa, bị cấm luôn hay gì đó. Đại loại là giống như là bị cấm, nhưng mà không biết cấm luôn hay cấm một chút thôi. Còn công ty ở Việt Nam bị phạt bao nhiêu triệu đó, nhưng mà công ty không phụt. Nói chung chuyện đó thấy nó nhảm nhảm làm sao đó. Thí dụ như dân Đài Loan mà không có nổi 750 đô ứng trước rồi về bụp cổ con kia đi. Đấu tranh làm khí khô gì trong khi mình đang xứ người, đúng không? Gặp anh là vậy đó. Nếu mà anh nằm trong đoàn tour đó, tao ói ra 750 đô, tôi là tao trả trước chuyện tao để đây cầm cái receipt về tao bụp cổ con kia, tao kiện tống tiền lại. Ê, bậy không dùng chữ tống tiền được mấy em, mình dùng chữ bồi thường đi. Đó, ví dụ như anh nằm trong đoàn khách đó đi, anh ok, tao chạc mày chạc tao 750 đô thì tao đưa cái thẻ đen của bắp của tao ra nè, 750 đô đúng không? Cầm cái receipt đó về quốc giờ thôi, giờ mày không đền tao 10.000 tao kiện mày. Vậy thôi, tiền tinh thần. Chứ tao là tao cầm cái passport Đài Loan mà tao đi du lịch tao nhục quá. Nói chung thứ nhất là công ty kia mày không chuyển tiền mà mấy sầm sầm rùi rồi. Rồi cái công ty phía Việt Nam thì cả nể đồ này nọ không có tiền cũng nhận đón lum lưa dính vô drama luôn. Đó rồi không hợp đồng gì nữa. Đó rồi đó là sai của công ty bên Việt Nam mà thêm mấy ông nội khách nữa. Hình như mấy sử gia bên Trung Quốc đều ghét Tần Thủy Hoàng, nói Tần Thủy Hoàng là kẻ hoàng đế tàn bạo đốt sách và bài nho. Hồi sử gia tao đâu có nghiên cứu bên sử gia không phái gì đâu. Anh nhìn sự việc anh độc lập sử gia luôn. Nó nói dòng chảy lịch sử thì mỗi người ta một hướng mà. Giống như người ta có những người ta coi người ta rất là trọng Triệu Khuôn Dẫn, nhưng mà anh thấy Triệu Khuôn Dẫn mình cũng chẳng qua đi cướp ngôi thôi, mà cướp nó kín một chút thôi chứ có gì đâu. Xong rồi cũng diễn cho sâu vô rồi cũng không đến nỗi mà cắt tiết anh em, nhưng mà cũng phong ấn anh em như không chung như nhau thôi. Có khi khô gì phong kiến là cái triều đại đâu nên quên đi. Giờ xã hội bây giờ là văn minh hiện đại rồi, idol phong kiến rồi bị điên hả? Thời đó nó không vậy nhưng mà thời nó khác. Góc nhìn của các bạn là thời nào? Rồi giống như câu chuyện của tầng của Lưu Bang này nọ với Lã Trĩ, cũng là cá ăn kiếm chứ ăn cá thôi. Hai vợ chồng không hợp nhau, vợ bụp chồng luôn. Mấy cha sử gia ba hồi bà cố luôn. Lúc thì trọng người này ghét người kia, lúc thì này nọ trước chửi Tào Tháo, sau này bợ Tào Tháo. Bởi vậy thôi các bạn phải độc lập với suy nghĩ của mình thôi chứ. Cái chuyện lịch sử là tôn trọng ông nào là cụ hết á. Mẹ tự nhiên hai ông nội đi quýnh lộn mày chọn một ông là sao? Hả? Mà không có liên quan gì nữa. Ví dụ như ông cụ tổ nội, ông cụ tổ ngoại gì của mấy em á, thì mấy em binh thì cũng được đi. Còn này dòng chảy lịch sử nó qua đi thôi, vậy biết vậy. Hiểu không? Đàn trong đàn ngoài gì? Đàn nào cũng là Việt Nam hết á. Vậy thôi mệt quá. Chỉ có mấy ông nào mà cổng rắn căng nhà thì tầm bậy thế thôi. Còn mấy ông nội nội chiến quýnh lộn cũng là chuyện phe phái. Ok? Vậy cho nó vuông mấy em. À, nhân tài ở lại phục vụ đất nước với đi nước ngoài, cái nào có lợi cho nước hơn anh, đem ra bằng cân so luôn, đúng không? Bây giờ nhân tài trong nước phục vụ cho nước một tháng đóng thuế chừng 100 triệu đi, rồi so với thằng ở nước ngoài nó đem kiều hối về một tháng chừng 50 đi, rồi nó tạo tiếng vang Việt Nam trên trường quốc tế, đổi ra tiền 50 nó hay nó quề mày đó. Vậy thôi, không có chứ thằng nhân tài ở Việt Nam mà làm chạy ăn từng bữa vợ con có tiền nuôi nữa thì đóng góp cái gì? Chẳng qua lấy cái chữ đóng góp ra nghe cho nó oai, cho nó có danh dự thôi. Chứ mình thấy kiều hối ghê vậy sao? Còn mấy em kìa, đi ra mấy tỉnh miền Trung kìa, coi thanh niên bỏ xứ đi xuất khẩu lao động kìa. Cái đó người ta đóng góp đó ba. Cái đó mà ở Việt Nam lại là kể như tụi bay không có chạy nổi taxi đâu. Hồ sơ nộp nhiều quá, cạnh tranh quá sao chạy. Mà taxi lúc đó cũng chả chạy cho ai luôn. Này cái này hơi thâm sâu mấy em. Thí dụ ở dưới quê con cái cô kia muốn đi đẻ,
cái có chồng ở chồng bên Hàn Quốc gửi tiền về mới có tiền đi taxi đi đẻ. Bây giờ nói chuyện với Như Nguyễn là tụi em mở được nhiều vấn đề, cái gì cũng vậy thôi, nó phải thực tế chứ không phải là nó cứ mẹ nó cứ nó đóng góp đóng cái gì chính tả sai lên sai xuống rồi gây chia rẽ thù hằn dân tộc từ lưa, rảnh háng đi làm video chửi Việt Kiều. Nếu một dân tộc 100% người ở trong đất nước của họ, dân tộc đó không thể phát triển. Tại sao Hà Nội là thủ đô mà không phát triển bằng thành phố Hồ Chí Minh vậy anh? Anh cũng biết đó mày ơi. Tại sao Beijing là thủ đô mà không phát triển bằng Shanghai? Tại sao DC là thủ đô mà không phát triển bằng New York? Anh nghĩ sao ví dụ ba công ty khách bị bỏ rơi ở Phú Quốc, công ty Đài Loan không thể bồi thường. Cái chơi khôn đó mày ơi. Chứ 300 khách nó bắt bồi thường nhiêu, bồi thường mắc quá nó nói giờ nó phá sản luôn, nghỉ giải thể công ty đập công ty khác. Sao mới có một vụ bỏ rơi 300 khách mà công ty Đài Loan phá sản luôn vậy anh? Tao đâu có làm công ty đó đâu, tao biết tao chả quan tâm đó, chỉ làm vụ bình thường thôi, quan tâm làm khi khô gì chả ảnh hưởng gì tới bản chất. Đối với Việt Nam mình cũng chả cái gì mà gọi là ảnh hưởng chỗ nào. Ủa không, tao tiền tao tao đợt lại với bà đường thôi chứ ảnh hưởng gì, ở đâu chả vậy. Chứ nhiều khi muốn lấy tiếng này nọ cho nó ở này nọ là quá đẹp rồi. Anh nghĩ sao về chủ tịch Toyota từ chức vì không chịu cải tiến làm xe điện? Đó mẹ nhét chữ vô miệng ông ba. Ông già rồi thì ông nghĩ thôi. Cái này anh có đọc rồi nhưng mà nó là cái hình thôi. Cái hình xong điện cái chữ vô mà tao nghi mấy thằng cái mạng lắm. Cái hình mà điện cái chữ vô nó nhét chữ vô miệng tao không biết tao có nói vậy không. Ủa chừng nào mà cho tao clip mà tao nghe ông đó nói tao mới biết được, tao đỡ mày ơi. Chứ tao sợ cái thằng truyền thông bẩn lắm. Truyền thông bẩn là chú á đưa hình nhát chữ. Con nhỏ tay lo mà dính Ford, đang dính Ford Racing anh ơi. Nó mà công bố phe Cộng Hòa tiễn đi luôn. Đồ phe dân chủ ngồi ngó hay gì mày đòi tiễn. Nói chuyện kiểu trong rừng ra hả mày. Đủ tự nhiên người ta ủng hộ phe dân chủ cái phe Cộng Hòa đòi tiễn à. Nếu mà cái chuyện đó xảy ra thiệt á là cái gì. Chắc tối cao pháp viện nó ra lệnh nó cấm đảng, nó cấm Cộng Hòa không cho rên chừng 100 năm luôn. Mua nhà ở Mỹ sao sao khác Việt Nam vậy anh? Tại vì đó là Mỹ. Nhiều cái khác đó. Mua nhà bên Mỹ đó, thường thường người ta trả góp. Mua nhà bên Việt Nam thì nó vừa có góp mà nó vừa có trả tiền mặt luôn. Còn mua nhà bên Mỹ đó, thường thường nó tự mua. Còn mua nhà bên Việt Nam đó, thì nó tự mua cũng có nữa mà cha mẹ mua cho nó cũng nhiều nữa. Đúng không? Anh kể cho em những cái điểm khác đó. Mua nhà ở bên Mỹ đó, đóng thuế lòi lưỡi. Mua nhà bên Việt Nam thuế trả theo đồng nào cũng có mà tượng trưng thôi không thèm nói, cũng có đó mấy em, nhưng mà nó nhỏ quá anh cũng biết nhiều luôn luôn. Mỹ không muốn Ukraine gia nhập NATO sớm sao vậy anh? Cái chuyện đó tao không biết rồi nha. Cái chuyện mà Ukraine có gia nhập NATO hay không NATO đó, chuyện đó là Mỹ nó chỉ làm được cái chuyện là Mỹ có chấp nhận hay không thôi, rồi và Mỹ đi vận động nước khác chấp nhận. Nhưng mà ở trong nước Mỹ ai có quyền chấp nhận? Quốc hội Mỹ. Vậy quốc hội Mỹ có lên ý kiến không? Vậy quốc hội Mỹ ai lên ý kiến là hợp lý? Phải là Speaker of the House và trùm cuối bên Thượng viện, hai ông đó lên ý kiến mới hợp lý. Còn ngoài ra một ông nào ABCDF gì đó nói chuyện còn cá nhân cũng thôi. Em phải biết cái nguồn tin nó đến từ đâu. Chứ còn nếu mà ông phó tổng thống hay bà phó tổng thống thì đó là chém gió. Việc kết nạp Ukraine sẽ không được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh lần tới. Có thể nó sẽ được cân nhắc sau khi xung đột kết thúc ở NATO. Nó tổng như tầm này rồi đang quýnh lộn ba sùm hết đất nước tham nhũng như rươi đồ vô NATO. Mấy bạn có biết tại sao người dân Ukraine người ta bầu ông Zelensky lên không? Chuyện đó chắc không biết đâu đúng không? Mà ổng là thằng hề thì rành lắm đúng không? Vậy tại sao một đất nước người ta phải chọn người hề mà ta không chọn người tỉnh? Em biết tại sao mà bên Ukraine người ta lại chọn một người mà ông Zelensky làm tổng thống không? Ông đó là ổng cực kỳ, ổng lên án kịch liệt, ổng phản đối cái vụ Under Table. Mà em biết cái bộ phim mà ông đóng nổi tiếng trước khi em làm tổng thống là phim gì không? Mà cái biệt danh là gã hề có từ đó luôn. Em không cần nói tựa phim, em chỉ nói là cái phim nó nói về gì thôi. Là em biết tại sao mà giờ là Ukraine chưa vô được NATO rồi, chưa vô được EU luôn. Còn cái đó thì không thể nào vô EU. Ngày xưa đó, mấy ông Bulgari rồi này đó, Hungary rồi đó, là vô đúng thời. Thời đó dễ. Và bây giờ là bên Hungary người ta cũng đang bị cáo buộc vô cái đó. Bị cáo buộc vô cái Under Table. Xong rồi chặn một số cái vấn đề tiền đó. Chặn một số vấn đề tiền mà kể như là Liên Âu. Dùng chữ Liên Âu cho nó xoan mấy em. Chặn một số cái gói viện trợ của Liên Âu dành cho Hungary. Nên Hungary rất là cây cú và kẹn cửa với Ukraine. Chứ còn bạn nói là Hungary thân Nga chỉ là một phần thôi. Cái phần còn lại là gì? Tiền. Mà bữa nay Ukraine có tin vui. Ukraine có tin vui lớn lắm. Bây giờ Đức á, là ký contract mới với Ukraine là tao mày kết nghĩa đào duyên, rủ thêm Pháp vô nữa. Bây giờ Ukraine là Trung Phi rồi mấy em. Kết nghĩa đào duyên mối tình giữa Ukraine với Anh, Ukraine với Đức, Ukraine với Đức với Pháp. Phải lạ không có anh. Đó. Mẹ anh ngày trước là chơi với Ukraine hơi bị nhiệt đó. Chắc đi đêm với anh vụ khác. Nên nói chung giờ thế giới nó biến động, nó chuyển biến từ đưa hết mấy em.